Liên Quân Mobile, thắng bại tại kỹ năng. Phong độ đỉnh cao, một cơn địa chấn rất lớn đang diễn ra tại đây. Kiều Bi đang làm nền nhưng bắn ở phía sau rất đau đến từ Dian. VJZ vẫn còn chập chững ở đằng sau. Judas đang đánh rất hay, Ara mất đi cho mình giáp hộ vậy rồi. Và dấu chấm hết dành cho Box Gaming ở trong ván thi đấu thứ hai. Bão từ trường cũng được tung ra nhưng nó chưa hất tung được ai thì The Star đã phải lên bảng đếm số rồi. Quay thì không được chơi game với tình huống thiên dực vừa rồi của VJZ và Cerberus Esports hủy diệt 4 thành viên bên phía Pháp Esports. Cerberus Esports đang là hiện tượng đáng xem nhất mùa giải hiện tại khi lần lượt đốn ngã những cái tên máu mặt trên đấu trường danh vọng. Đầu tiên là Box Gaming, tiếp đó là Team Flash và gần đây nhất chính là Fast Esports. Nếu như là một phép so sánh thì Cerberus Esports giống như chàng David bị coi thường bởi sức vóc nhỏ bé nhưng rốt cuộc lại quật ngã được gã khổng lồ Goliath. Tuy nhiên, đối thủ lớn nhất mà Cerberus vẫn chưa thể đánh bại chính là đương kim vô địch Sài Gòn Phantom. Liệu rằng trong cuộc đối đầu tới đây, kẻ diệt khổng lồ có đủ sức để hạ bệ nhà vua? Cerberus hiện đang có chuỗi thành tích rất là tốt, việc đánh bại được 3 đội tuyển mạnh nhất đấu trường danh vọng đã chứng minh điều đó và điều đó cũng thể hiện họ đã tiến bộ vượt bậc so với mùa trước. Sau loạt trận vừa qua, bọn mình đã được vị trí thứ hai. Đây là một kết quả đã được dự tính trước, thế nên là đối với mình cảm thấy khá là bình thường. Sài Gòn Phantom là một đội tuyển mạnh, xuyên suốt 6 trận đấu vừa qua họ chưa một lần thất bại. Đó là một thành tích chưa một đội tuyển nào làm được. Tối nay muốn ăn hay mùa hay muốn tạm thẳng vào nhà chính của đối phương cố này như là lao thẳng vào. Một ván thi đấu điên rồ. Vâng đang băng vào để có thể lăn xả kích hoạt lên cho mình bất tử thánh tân. Đang hủy diệt các thành viên đến từ bên phía Vang Sport, đó là những gì mà Sài Gòn Phantom làm. Muốn biết được một tuyển thủ có thi đấu hiệu quả hay không, hãy nhìn vào những chỉ số của họ. Ở vị trí đi rừng, không cảm thấy khó hiểu khi mà Lai Băng cùng với Judas đang là những người dẫn đầu về mọi chỉ số, từ MVP point, lượng vàng trên phút và cả sát thương trung bình. Trong mùa giải này, Judas sở hữu một lối chơi vô cùng tư duy và linh hoạt. Anh ta luôn biết cách tạo ra đột biến. Đây là một tình huống của Judas và WZ đang hạ gục thành công được cả Xuân Bách rồi. Thậm chí là IDC bật cầu băng xương lên. IDC cố gắng sát thương lên người đúng Judas nhưng không được nữa rồi. Quá ảo diệu đến từ Judas, anh ta đẩy một mình hai đường và thiếu chứ anh ta lấy được cả cái nhà. Anh ta vừa làm gì? Anh ta vừa ghi. Anh ta hạ gục được cả IDC. Judas thực sự đang rất thăng hoa trong cả 3 vòng thi đấu tính đến thời điểm này. Liburn là tuyển thủ có lối đi gần khát máu và kỹ năng cao. Cá nhân mình thấy Liburn rất đáng để học hỏi. Bởi tướng của Liburn rất rộng, bắt bài Liburn là điều không thể. Nhưng không đồng nghĩa với việc mình phải ngại đối đầu với Liburn. Tân đang chặn đường về của Roy và Xuân Bách. Hết lòng chào vô vào. Không còn Roy nữa. Xuân Bách thì sao? Sau đó tiếp tục bị băng truy đuổi và quét sạch dành cho Sài Gòn Phantom. Và bây giờ băng vào đó là Liburn với cú long chảo cực kỳ nhiều sát thương. Anh ta lấy được mạng của hai thành viên đối phương. Và anh ta cùng với những người đồng đội của mình đang gây sức ép cực kỳ lớn. Để những người đi rừng như Liburn và Judas có thể tỏa sáng thì không thể không nhắc đến những người tạo tiền đề là bệ phóng cho họ bay cao bay xa. Và ở cuộc chiến nhãn quan và tư duy chiến thuật, người chơi trẻ Case lại đang có tiềm năng không thua kém gì mà cũ Zeref. Kay là một yếu tố mới nổi bật tại đấu trường danh vọng với lối chơi hỗ trợ đầy tinh quái của mình. Không nhiều người chơi giỏi ở vị trí này, còn Kay đang thể hiện mình là một người chơi hỗ trợ có tầm nhìn và nhãn quan tốt. Rõ ràng là từ ngày có Kay đánh hỗ trợ thì cả phần rừng của Cerberus Esports lúc nào cũng sáng. Ô, làm gì á? Lộ ra mất rồi. À, Backdoor! Backdoor! Cerberus Esports 5 người có một đoạn họ đang phá nhà chính của đội tuyển Team Flash. Có 5 người họ đang thanh trụ không cần lính. Đang phát hiện ra điều này. Đang ra, chiến thắng Team Flash có 3-0 dành cho Cerberus Esports. Điều gì đã xảy ra thế này? 3-0. Tương tự như Liburn, JKF là người có kinh nghiệm lâu năm, biết tạo khoảng trống và tiền đề cho những vị trí khác tăng tiến sức mạnh. Đặt ra lốc trong tay chơi ơi. Luôn. Và đây là một tình huống lăn lóc rất đột biệt đến từ vị trí của Sài Gòn Phantom 3-1. Quá hay, một quyết định quá hay, quá bất ngờ và khiến cho tất cả chúng ta phải giật mình đến từ vị trí của Zeref. Để chuẩn bị đối đầu với Cerberus thì công việc thứ nhất là Bolo sẽ chuẩn bị banh bích và Lai Bánh sẽ phụ trách phần gánh team. Sài Gòn Phantom đang có một phong độ hủy diệt qua các vòng đấu. Họ vẫn chưa để lộ ra điểm yếu nào cả. Trận đấu sắp tới với Sài Gòn Phantom sẽ là một trận đấu rất khó khăn đối với bọn mình. Nhưng mình tin Cerberus sẽ vượt qua được. Đường đến chung kết còn xa, nhưng 3 điểm thì rất gần bọn mình rồi. Cerberus Esports hiện đang giữ phong độ đỉnh cao chưa từng thấy. Việc họ giữ vị trí top 2 ở cuối lượt về này đã chứng minh điều đó. Nhưng chuỗi thành tích của họ sẽ dừng lại ở trận tới, vì đối thủ của họ là đương kim vô địch Sài Gòn Phantom. Liburn, hãy đợi đấy. Sài Gòn Phantom đối đầu Cerberus Esports. Trận đối đầu giữa nhà vô địch và thế lực mới nổi sẽ là trận đấu đáng xem nhất tuần này. Liệu những bóng ma Sài Thành có tiếp tục chiến thắng để trở thành nhà vô địch lượt đi với thành tích bất bại, hay Cerberus sẽ khẳng định mình là một ông lớn ở mùa giải lần này? Đón xem tâm điểm tuần đấu lúc 19 giờ ngày 18 tháng 3. Like ngay fanpage Cao Thủy Liên Quân và subscribe kênh Liên Quân Mobile Esports Arena để cập nhật những tin tức mới nhất và những trận đấu esports đỉnh cao